Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Hoa Nhà Duyên. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu hoa Barbie tông hồng và tông trắng xen kẽ với nhau. Các bạn cùng tham khảo mẫu hoa nhà mình nhé. Shop mình thì ở Cần Thơ, bạn nào ở Cần Thơ thì có thể lại shop mua hoa hoặc là mua hoa qua Shopee toàn quốc cũng được nè. À, vì bên mình không có những cái, hiện tại mình không có sẵn cái cục xốp hình trái tim nên mình sẽ sử dụng cái xốp xanh này nha các bạn. Mình sẽ cắt một cái lượng xốp nó không có ra hình tim vì hiện tại mình không đủ. Nhưng mà khi mà cắm hoa thì mình sẽ tưởng tượng ra cái hình tim mà mình cắm thành. Các bạn tham khảo nha. Ở đây thì mình cắt các cành bi nó ngắn vừa phải, không quá dài. Sau đó thì mình sẽ cắm xen kẽ hai màu lại. Các bạn nhớ là khi cắm bi thì nhớ chấm keo để cho Barbie của mình được chắc chắn hơn. Với lại là khi cắm thì các bạn nhớ là cắm sát với nhau để cho cái xốp màu xanh nó không có bị lộ ra quá nhiều nhé. Vì khách bên mình chọn là các yêu cầu là gói một mẫu hoa Barbie mà xen kẽ 50% tông trắng và 50% tông hồng. Ngoài ra thì đối với cái mẫu này, nếu như các bạn không làm màu này, các bạn cũng có thể làm các màu khác nha, chứ không nhất thiết là phải làm giống mình đâu nè. Nếu như các bạn làm một màu thì nó sẽ dễ cắm hơn rất là nhiều. Còn mình thì mình phải cắm xen kẽ hai màu lại nên là nó sẽ lâu hơn một chút đó các bạn.
Sau khi mà đã cắm hoa xong rồi thì mình bắt đầu gói phần giấy ha. Đầu tiên cái lớp bên trong mình sẽ sử dụng giấy mách lụa màu trắng. Thường thì mình hay sử dụng giấy mách này bởi vì mình thích cái màu của nó nhẹ nhàng á, và nhìn nó cũng đơn giản, nó không có quá là lè loẹt. Đó, các bạn nhìn là mình sẽ xếp ly đó các bạn. Hoặc là các bạn có thể xếp giống như là xếp quạt cũng được ha. Mình sẽ làm cái thao tác xếp này, và mình sẽ bó quanh xung quanh cái phần hoa baby của mình luôn, để nó sẽ làm cái lớp lót nổi bật hơn, cũng như là nó sẽ che được đi được cái cốt xốp màu xanh bên trong của mình. Các bạn cứ gấp giấy như vậy và mình xếp vòng quanh cho đến hết nhé. Sau khi mà mình đã đi cái lớp mách lụa bên trong xong hết rồi thì ở đây mình sử dụng giấy gói là I Love You. Cái giấy gói này mình thấy bán rất là chạy và rất là nhiều khách thích luôn, đặc biệt là khi mà khách mua hoa tặng cho người yêu thì khách rất thích dòng chữ này. Ở đây mình sử dụng nguyên một tờ giấy luôn, và mình sẽ ốp vô phần giữa của bó bông để cho nó sẽ làm giống như là cái điểm tựa cho bó bông đó các bạn. Thì nó sẽ giữ được cái form bó bông nó được cứng hơn, cũng như là chắc chắn bó bông của mình hơn. Các bạn nhớ gói hoa thì mình cũng quan trọng đến cái phần mà tay cầm nha. Mình nhúng giấy làm sao cho cái bó bông của mình nó không có bị nhăn giấy quá là nhiều khi mà đã gói xong, tránh mất đi cái thẩm mỹ của bó bông nhé. Sau khi mà gói tờ giấy ở giữa xong thì mình sử dụng các loại giấy màu trắng trơn theo như yêu cầu của khách. Các bạn nhìn nha, đối với cái xếp giấy này thì mình sẽ xếp giấy đúng một kiểu như này cho đến hết bó bông luôn nha. Tùy vào khoảng cách của bó bông và khoảng cách của tờ giấy mà chỉ một cách xếp giấy thôi, nhưng các bạn cũng có thể tạo ra bó bông nhìn rất là mới lạ đó các bạn. Đây, đầu tiên là mình sẽ ốp miếng giấy vào phía bên phải. Các bạn nhớ là khi mà gói bông thì các bạn nên gói là đối xứng bên trái bên phải hoặc bên phải bên trái, cứ như vậy thì bó bông của mình nó sẽ được cân đối hơn, cũng như các lớp giấy của mình nhìn nó sẽ hài hòa hơn nhé. Thank you.
đúng cũng với cái cách xếp giấy đấy, nhưng các bạn sẽ để tờ giấy thấp xuống hơn. Đến cái khúc này thì các bạn có thể là dùng một nửa tờ giấy chứ không cần dùng nguyên tờ giấy thôi ha. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều ạ. Trước bó bông đó, khi mà các bạn cầm bó bông lên chụp hình đó thì nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn. Với lại nhìn bó bông của mình khi mà có lưới vô thì nó sẽ sang hơn, cũng như là nhìn nó sẽ mềm mại.
sau khi mà đã gói lưới vô xong rồi thì bây giờ mình sẽ dùng ghim bấm để mình cố định các điểm lưới lại để cho nó sẽ tạo hình thành các đường gợn sóng thì nhìn sẽ xinh hơn nha các bạn. Còn khi mà các bạn ốp lưới vô mà các bạn không cố định lại ấy, thì nhìn cái lớp lưới của mình nó sẽ không có được đẹp cho lắm. Thank you.
Thank you.